Em Trường Anh Ô Tô gửi lời chào toàn thể tất cả các anh chị nha. Anh chị ơi, cái con Corando này Trường Anh đã vừa cho anh em thợ thầy Đồng Sơn dọn hết rồi nè. Bây giờ anh chị coi nè, chất Đồng Sơn của nó rất là mới nha. Xe này sơn rin 100% luôn, có một hai chỗ là dập lại thôi. Con xe này bên em đã hoàn thiện rồi nha anh chị nha. Bốn vỏ nè, bốn vỏ còn rất mới anh chị ạ. Mâm đúc nguyên rin theo xe nè. Con này Corando đời 2003 hàng nhập, cửa sổ trời tự động toàn diện anh chị nha. Gầm bệ là không có một xíu mục mọt anh chị ạ. Đây nè, nó có một chỗ này nó bị bể cái đèn xi nhan, là xíu nữa người ta sẽ thay cho em nhé. Chỉ vậy thôi là xong rồi. Còn Đồng Sơn của nó thì Trần Anh cũng cho làm lại hết toàn diện rồi. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2019. Đây nè, logo đóng hàng nhập nè, Corando nè. Xe này bây giờ rất là mới luôn anh chị ạ. Em đã dầm lại hết toàn bộ rồi nha anh chị, tay nắm rồi em cũng thay luôn nè. Hồi trước đây tay nắm nó bị bể nè, bây giờ Trần Anh đã thay rồi, con xe này bây giờ như xe mới vậy. Bốn vỏ còn rất mới nè. Bốn vỏ nè. Mới với 90% luôn. Mâm đúc nè, gầm bệ ở trong nè. Nguyên rin không có một xíu gọi là mục mọt gầm anh chị nhé. Xe này siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Con này máy dầu, mức độ nhiên liệu tiêu thụ nó nằm tầm 7 lít trên 100 cây, 7 đến 8 lít trên 100 cây, 8 lít anh chị ạ. Chính xác là 8 lít luôn. 8 lít trên 100 cây thôi anh chị. Đây là Đồng Sơn hồi trước nó có mấy chỗ mà nó bị móp nè, Trần Anh cũng cho anh em thợ thầy người ta làm rồi nha anh chị nha. Đây nè, những cái dấu móp bây giờ anh chị thấy nè, mất hết rồi. Chiếc xe là hàng nhập nguyên con nhé. Em bán mùa mưa này qua tháng 7 cho anh chị, em bán giá rẻ thôi ạ. Em bán 100 triệu anh chị nhé. Đây là Corando đây. Xăng dòng 47T0569. Con này một chủ từ đầu 4 số anh chị nha. Đây là cụm đèn nguyên rin cho xe nè. Vỏ Sico bánh treo nè anh chị ạ. Vỏ Sico rất là mới anh chị thấy không. Cái này mùa mưa anh chị mua về che nắng che mưa, chở gia đình đi chơi chở hàng rất ok luôn. Đó, Trần Anh đã dặm lại toàn bộ hết rồi anh chị nha. Giờ con xe này nó mới lắm. Để nội thất Trần Anh đi tẩy rửa một phát là đẹp luôn à. Con này hai cửa anh chị ạ. Bốn vỏ nè, bốn vỏ mới như nhau, 90% mâm đúc nguyên rin theo hàng Daegu xăng dông. Xăng dông Hàn Quốc hàng nhập nguyên con anh chị nhé. Trần Anh xin nhắc lại, xe này Corando hàng nhập nguyên con đời 2003. Cửa sổ trời tự động, trợ lực lái rất là nhẹ nhàng. Đó, Đồng Sơn anh chị thấy giờ rất là mới không. Cái tay nắm hồi trước nó có bị hư nè, Trần Anh thay rồi nè. Đó anh chị thấy không. Giờ con này xe này mới toàn diện luôn rồi. Tích hợp là có một cái gương rất là to. Bốn vỏ nè anh chị, coi bốn vỏ nè. Con này máy dầu anh chị nha. Con này nó xài một cầu nhưng mà chạy rất là mạnh mẽ luôn. Anh chị đi rẫy đi rừng đi, con xe này rất là ok. Chất xe đẹp mãi theo thời gian và năm tháng nha. Biểu tượng cản gió của xăng dông nè. Trần Anh về rất là nhiều xe ạ. Mùa mưa này Trần Anh sẽ phục vụ đến tay người tiêu dùng nha anh chị nha. Trần Anh vô Trần Anh test cho chị xem cái phần máy nha. Đây là phần cửa của cái con xe nữa anh chị ạ. Tắp bi cửa nè. Tắp bi cửa là nỉ nguyên rin anh chị ơi. Đó, phom xe đây. Vô lăng là vô lăng trợ lực lái rất là nhẹ nhàng anh chị nha. Chủ nhà đã tích hợp thay cái vô lăng thể thao nè. Trần này trần nỉ hết toàn diện anh chị nha. Trần này trần nỉ nè, cửa sổ trời nè. Mở toàn diện luôn, khoang hành lý sau rất là lớn nha. Con này để Trần Anh đi tẩy rửa nó là xong anh chị nha. Máy nổ rất êm anh chị nha. Con này máy dầu. Đây Trần Anh test cho anh chị xem nhé. Con số nè. Cần con số của nó đây. Đó, em nó đề máy rồi nha anh chị nha, đèn còi nè. Trợ lực lái rất nhẹ, ngồi một chỗ xe vô lăng nhé. Đó, ngồi một chỗ xe vô lăng thôi. Con này có hiển thị đồng hồ điện tử nha. Tua máy nè, báo bình, báo xăng, báo nhớt, báo nhiệt nè. Đây là biểu tượng cái lò xo là xong anh chị nha. Cái này là xong bằng điện á. Mỗi khi buổi sáng chị mở lên, chị chỉ cần mở mấy giây thôi, lò xo nó tự xong nha anh chị nha. Đó, chất là chất máy dầu đây, điều hòa, máy lạnh, ưu tiên mọi thứ trên xe, chức năng còn hoạt động ok hết.
không thiếu bất cứ một cái gì ạ. Đèn còi xi nhan nè, xi nhan trái, xi nhan phải nè, máy lạnh nè, máy lạnh là có lạnh luôn rồi anh chị ạ. Để chừng ăn Tết nè, đây nè máy lạnh nè đó chị, thấy không, chừng ăn mở máy lạnh rồi đó, có lạnh hết rồi nha. Mua về là chạy thôi nè, tay nắm của nó nguyên rin nè, hộc cửa nè, tắp lô con xe nè, có những cái tắp bi là trụ cột trước của nó là không có một xíu là cứng đục anh chị nhé. Con này xíu chừng anh đi tẩy rửa, con này hai chỗ, nó là dòng bán tải đời 2003, cửa sổ trời tự động nè anh chị nè, cho anh chỉnh cho chị xem nhé. Đó cửa sổ trời đó, điều chỉnh bằng một nút nhấn thôi nhé. Đây nè, đó anh chị thấy không, cửa sổ trời tự động hết toàn diện luôn rồi, côn số rất là nhạy, mua về là chạy thôi. Cabo máy nè, chị anh test phần cabo máy cho chị xem nhé, là form dáng của con Corando đây. Con xe này đã hoàn thiện xong rồi nha, anh chị nào mua thì alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô nhé. Đây em test cái phần máy cho chị xem nè. Con này xài 2 tia nhúng chịu lực anh chị nha, đây là 2 tia nhúng chịu lực nè, không phải chống anh chị ạ. Tấm lường của nó là không có một xíu cứng đụng luôn. Con xe này Trường Anh mua lại của một anh chủ ở trên Sài Gòn anh chị ạ. Đây nè, sóng lường nè, anh chị coi những cái gân của nó nè, gân nguyên rin là không có một tí cứng đụng, nên là xài 2 tia nhúng chịu lực nè. Chịu lực cái con này xài không phải chống nha anh chị nha, máy móc máy dầu đây nè, chiếc máy nè, cái này heo dầu anh chị nha, đây là nó xài toàn bộ là hệ thống heo dầu đây ạ. Đó máy nổ rất là êm luôn, gầm bề là không có xíu mục ngọt anh chị ơi. Để anh quay phần cốp sau cho anh chị xem nhé, con này 5 máy anh chị nha. Đó phong xe đây, đồng sơn bây giờ rất là mới luôn, những chỗ này Trường Anh cũng cho làm lại hết rồi nè, cái này không phải là sơn nha anh chị nha. Corando đây nè anh chị coi nè, sơn rin nó còn được 100% luôn đây nè, cái bản lề nè, nguyên rin theo xe nè, không có một xíu cứng đụng luôn, chỉ nẻo nè, keo chỉ trong nách nè, không mất phần nào luôn nha. Đó cái này là sơn rin là qua thời gian 5 tháng nó hơi bị úa một tí xíu thôi, nhưng mà cái chất sơn rin nó còn nguyên con anh chị ạ. Bản lề của nó nè anh chị ạ, coi bản lề bốn ốc nè, bốn ốc đinh tán nè, định vị nguyên rin theo xe nè, còn nguyên rin hết, không có dấu hiệu là bung cánh luôn nhá. Sàn ở đây anh chị ạ, không có một xíu mục ngọt. Con này anh chị về thích dựng ghế lên là chở 4 người là chạy thôi nhé. Đó là cái form xe mà Trường Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các anh chị á. Đó con Corando đây, đời 2003, hàng nhập nguyên con, cửa sổ trời tự động toàn diện nhé. Anh chị nào mua thì liên hệ đến Trường Anh. Một lần nữa Trường Anh xin cảm ơn toàn thể tất cả anh chị đã ủng hộ cho nhau suốt thời gian qua nhé. Em có bán những dòng xe đời cao cấp, nếu mà anh chị muốn mua những dòng cao cấp thì ra tận salon bên em nhé. Còn rất là nhiều mẫu xe thích hợp đến tay người tiêu dùng. Anh chị nào mà có xe mà muốn bán thì cứ alo cho Trường Anh, Trường Anh sẽ tới mua nha. Trường Anh cũng đang cần rất là nhiều xe tập lái, tập chạy, tầm giá tiền mấy chục triệu, 100 triệu quay đầu để phục vụ đến bà con người tiêu dùng trong cái mùa mưa bão này đang tới rồi anh chị ơi. Em hiện tại bây giờ đang rất là hiếm xe ạ. Một lần nữa Trường Anh xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.